Thầy cho chúng ta biết ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên, tất nhiên là Phật thánh để mà tạo ra mới kiến tiên ban được. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt lập đời trở lại thấp đê thứ biến di thương hải dùng phép màu. Lập lại giờ đức thầy nhấn mặt, đúng không? Ông Cử Đa bây giờ không thấy. Ông Nguyễn Trung Trực bây giờ chúng ta không rõ ở đâu. Ông Đức Cố Quản Trần Văn Thành thì bây giờ ngày 22 tháng 2 đã bị mất, phải không? Nhưng mà sau này đức thầy cho biết là các ông đó sau này là tớ, thầy, tôi, chúa cùng nhau gặp. Đức thầy nói là sau này đức thầy có nhiệm vụ để lập lại cái cảnh đời thượng quan thánh đức, nghe anh Hồng. Đó là lập cho rồi cái hậu long qua đặng coi hiện đức được là bao nhiêu. Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo nêu lên trong bốn câu giảng của tổ thầy. Và trong bốn câu giảng đó là bốn câu thi. Mà bốn câu thi đó là hòa bình thế giới, kiến tiên bang, ngô giả tùng nhung, khí đổm giang, hồ thiên tiểu ẩn, quân tu ký, lương thứ dương trần, đạo dĩ an. Cái này là nho của các anh em với đồng đạo. Bữa nay đám dỗ nhà Bác Mười ăn nho nha Bác Mười. Cũng mấy khi nữa là Lâm Thở thì có một khi mình ăn nho bữa đổi bữa đi nha. Dạ. Cho nên khi đọc qua bốn câu này rồi đó là có nhiều khi quý vị cứ như là chưa thuộc, đúng không? Nhưng mà nho nó thật là nó khó. Tại vì ở trong giáo lý của Đức Thầy đó là đa phần về nho giáo. Và trong đó là hết đó là 60-70% nói vấn đề nho. Vì vậy cho nên qua cái đoạn này đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Gián Màng Bí Mật. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, mà bài Gián Màng Bí Mật này đó là quý vị mình nghe cái tiêu đề rồi đó ha, là mình thấy coi như là nó hết sức là đặc biệt rồi, phải không? Cái màn bí mật mà bây giờ được dán ra mà ai dán được, và cô bác anh em với đồng đạo, chỉ có thầy mình thôi, không? Chỉ con Phật thôi, ông Phật mới dán được cái màn bí mật. Cho nên tiêu đề này trong sấm thi giáo lý của Đức Thầy được tiêu đề gọi là Gián Màng Bí Mật. Thôi bây giờ bí mật bữa nay mình bật mí nha cô bác anh em chứ đồng đạo. Tại vì ở đây coi như là bí mật, tất nhiên là những cái gì sâu kín sâu xa trong giáo lý của Đức Thầy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Tất nhiên là thiên cơ là màu nhiệm, là quyền bí. Mà Đức Thầy hôm nay đã cho chúng ta biết là trong những cái đoạn Gián Màng Bí Mật hen là nhiều lắm. Chúng tôi xin đọc vài đoạn cho quý vị mình thấy. 24 câu mà bây giờ ở nơi đây coi như là đồng đạo á, là nêu lên trong 4 câu đó là. Nhưng mà trước đó là trong những cái đoạn là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, non lịch đài mây đặng tu mi, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, non lịch đài mây đặng tu mi hen, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ á, dài dài tới. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đã khải ngộ cho tất cả các chúng sanh biết rằng là cái cục diện của thế giới sau này, tương lai là chúng ta phải gặp những cái cảnh trạng đó. Vì vậy cho nên bây giờ để vô trong cái tiêu đề để trình bày cùng với quý vị nha. Hòa bình thế giới, kiến tiên bang. Vậy thì bây giờ hòa bình thế giới đó là sao? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, bây giờ quý vị mình được biết hiện tại, đúng không? Thế giới có hòa bình được chưa? Mặc dầu là cái khẩu hiệu của coi như là ICN quốc tế coi như là phải kêu gọi tất cả các nước liên kết với nhau KFTO để thực hiện coi như là hòa bình để cho nó yên ổn. Nhưng bây giờ đâu có cái nước nào mà chịu nghe cái nước nào đâu. Làm sao được có hòa bình, cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà câu này Đức Thầy cho chúng ta biết đến cái giai đoạn đó là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, hoặc giả là bốn biển một nhà cha Phật thánh, đó mới hòa bình được, phải không? Bốn biển một nhà cha Phật thánh thì là dân sự hết tăng á.
hoặc giả là ước mong đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới tội. Đây tất nhiên mới đến giai đoạn hòa bình. Trong bốn biển thái bình mới tội, Phật tiên thánh lòng nhân hà hải những ước ao thế giới hòa bình. Tất nhiên là ước mong làm sao cho thế giới được hòa bình, được yên ổn, không còn coi như là chiến tranh, không còn giặc giã, mà không còn như là thanh toán với nhau để con người chết chóc, cô bác anh em chứ đồng đạo. Chứ bây giờ đấy hen là tranh quyền nè, đoạt lợi nè, đảm đường xé giành, có nghĩa là bây giờ giành giật với nhau nhiều lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên câu này Đức Thầy mới mong ước, mong ước làm sao cho tương lai ở sau này là nhìn xem thế giới khắp lân bang, tất nhiên là tất cả các nước đều trở lại một nhà, đó là khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, được như vậy mới gọi là hòa bình thế giới. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, mà chừng nào mới hòa bình thế giới? Thưa chư quý vị, chừng nào mà tất cả các chúng sanh quay đầu trở lại và dựng lập lên một cái cuộc đời gọi là thượng quân thánh đức. Mà cuộc đời thượng quân thánh đức đó, Đức Thầy cho biết chống chư thùng sĩ tử vẫn chờ trong trong ngóng, mau mau thấy mặt rồng bản hổ, danh đề tên chí sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Đúng không? Giúp non sông trong lúc chịu gian chưng thảm lệ tràng tuôn, mãi chẳng ngừng mịt mịt mờ mờ, mưa gió đạn không trần đài đỏ, mấy mươi sưng vắng chúa trong hoài. Tất nhiên đến giai đoạn này, mấy mươi sưng vắng chúa trong hoài, thân gửi nơi người nợ chẳng dai. Vậy thì bây giờ trong khi đó chúng ta còn chờ đợi, còn chờ đợi là hòa bình thế giới mới kiến tiên bang được cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà kiến tiên bang bây giờ là kiến tiên bang là cảnh tiên, bang là nước, tiên tất nhiên là cảnh nước tiên. Mà ở đây là tiên bang tức là cảnh nước tiên. Mà cảnh nước tiên đó ở đâu? Thôi giờ nó mau đây, cảnh nước tiên đây là chỉ cho cảnh đời thượng quân thánh đức nghe đồng đạo. Cảnh nước tiên tức là cảnh đời thượng quân thánh đức, có không? Bây giờ Đức Thầy nói cho chúng ta biết nè: Di Đà luật tự mưa đừng sai, qua bể về quê ngõ chuốt hài. Tiên cảnh đây là cảnh tiên, không tiên cảnh kìa kìa gần lỗ vẽ, chờ người hữu phước đến niên đại. Như vậy là tiên cảnh kìa kìa gần lỗ vẽ, tất nhiên là muốn nói thất sơn sau này lỗ vẽ, thất sơn lỗ vẽ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Đó là cảnh tiên. Tiên cảnh kìa kìa gần lỗ vẽ, chờ người hữu phước đến liên đài, hoặc giả là gian dày sấm nổ chuyển luân kiển tiên. Đây là cảnh tiên à, kiển tiên lộ vẽ vui mừng cho con. Có phải đây coi như là kiến tiên bang không? Như vậy dạ, như vậy là kiến tiên bang. Kiến là không có phải dùng danh từ, coi như là kiến là thấy. Cô bác anh em chứ đồng đạo, thường thường mà nói là kiến là thấy, chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, có nghĩa là thấy cảnh tiên, đúng không? Nhưng mà hòa bình thế giới, kiến tiên bang, kiến là xây dựng, xây tạo và làm nên, chứ không phải nói là kiến là thấy. Nếu mà hòa bình thế giới được là kiến tiên bang, là kiến tạo một đất nước hòa bình an lạc và mọi người sống trong cái cảnh thái bình, là cái cảnh hết sức coi như là sung sướng, phải không? Thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu ăn vui chứ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Đó là kiến tiền bàn, là cảnh tiền bàn được xây dựng, được tạo như thế, thấy không? Ngọc muôn màu kết tụ làm ghèm lầu vạn nóc, trong xem mỗi mắt đó tất nhiên là cái cảnh tiền bàn được chư Phật và coi như là tất cả các chư tiên tạo nên một cảnh tiền bàn đó để cho chúng ta coi như là được tội hưởng. Cho nên mới gọi là hòa, chừng nào mà hòa bình thế giới được xong rồi, trong khi đó là mới kiến tiên bang, là xây dựng một cuộc đời ấm no và hạnh phúc, phải không? Bây giờ quý vị nghe lại một đoạn này, coi như là cái phần mà kiến tiên bang. Trong cái thời kỳ coi như là kiến tiên bang đó, là Đức Thầy cho chúng ta biết ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên, của thánh. Thấy không? Coi phép lạ của tiên, của thánh, tất nhiên là Phật thánh để mà tạo ra mới kiến tiên bang được. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc, chiều nay tận diệt lập đời, trở lại thấp đê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Dùng phép không à? Kiến tiên bang lại là dùng phép không, chứ không phải dùng bằng nhân lực thì máy cút này kia mà làm được đâu nghe. Đúng quá anh em chứ đồng đạo. Khắp lê thứ biến di thân hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Đó là kiến tiên bang.
Mà khi kiến tiên bang, con người sống được hưởng cái cảnh tiên bang đó là con người mình phải là con tiên cháu Phật mới được, phải không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, là con tiên là cháu Phật coi như là mới vào trong cái cảnh đó được, mới vào trong như là cái nhà tiên được. Như vậy là kiến tiên bang đó là quý vị mình nghe lại một đoạn nè: xuân thu phong lệ thuận. Tất nhiên là thời kỳ mà Khử Nguyên Thánh Đức là hai mùa xuân thu, có nghĩa là nó hòa hợp với nhau, chứ không phải như thời kỳ bây giờ. Cái thời kỳ bây giờ đó hen, là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cũng mưa cũng khác xưa rồi. Có nghĩa là bây giờ thay đổi bất thường, bão gì một năm mười mấy cơn bão, lục coi như là liên tục bão chồng bão, mà lục chồng lục. Thời kỳ này như vậy đâu có phải là thời kỳ mà Thượng Nguyên Thánh Đức đâu. Mà kiến tiên bang sau này, cảnh tiên bang đó là không xưng thu không lệ thuận, có nghĩa là hòa hợp cùng với nhau. Tam nhật vũ cam kỳ, có nghĩa là ba ngày có đám mưa, ba ngày có đám mưa, mà đám mưa đây coi như là đám mưa, mà đám mưa nó thuộc về cam lộ không à. Đồng đạo ba hay hồng chứ quý vị mình, hễ mưa xuống con người mình hứng được nước mưa đó, uống được nước mưa đó như giọt nước cam lồ của Phật. Gọi là tam nhật vũ cam kỳ, là nước mưa nó ngọt sao đâu, giống như hồi xưa mà Đức ông lên ở trên núi Tà Lân mà bụng một miếng nước mà uống gì đấy, tất nhiên là no hoài không đói. Đó là tam nhật vũ cam kỳ, phải không? Phong suy vô lạc diệp, có nghĩa là gió thổi gió đưa tiếng pháp ngân gian, người nghe thơ thới lòng càng tiến tinh. Chứ không phải bây giờ cuồng phong mà nó bảo một cái hay là cây cối ngã tùm, không có phải vậy. Nhưng mà không bao giờ thấy một cái lá cây nào mà coi như là rơi ở trên đất hết, gọi là phong suy, là gió thổi. Vô lạc diệp có nghĩa là không có lá rơi, phải không? Còn sao nữa? Rồi á, là mãn địa phụng trình chi, có nghĩa là khắp mặt đất, chỗ nào bất cứ là cũng có cái chim phụng hết. Chim phụng coi như là khắp mặt đất, mà ông á, là Quỳnh Hiệp Hòa coi như là ông tán thán Đức Thầy qua cái câu là trời nghiêu phụng múa dòng tay áo. Có nghĩa là trong thời kỳ mà nghiêu thứng rồi nó là phụng coi như là khắp cả khắp mặt đất á. Coi như là khắp mặt đất coi như là lúc nào cũng có chim phụng hết, chỗ nào cũng có tốt hết. Cho nên Đức Thầy mới nói là trần trần gian kiến thấy phụng hoàng đó, xòe cánh múa chào mừng Phật Thánh, hoặc giả là cây ngô đồng hứng vẻ đượm xương cho chim phụng mặt tình xòe bó. Như vậy là sau đó đến giai đoạn đó là coi như là khắp mặt đất đều có chim phụng, gọi là mãn địa phụng trình chi, thấy không? Nhân dân an hòa lạc, có nghĩa là mọi người coi như là ai cũng hòa, ai cũng lạc, ai cũng yên vui, có nghĩa là không bao giờ khổ sở cái điều gì hết, nên gọi là nhân dân an hòa lạc. Nằm phô phủ khúc thì, có nghĩa là trong khi chúng ta nằm coi như là thoải mái vỗ bụng, coi như là trong khi đó là khỏe thôi, khỏe 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 luôn, không có cái gì là cực khổ hết. Đó là kiến tiền bàn. Kiến tiên bang tất nhiên là cái cảnh đó coi như là nó xung về như vậy, mà Đức Thầy đã giới thiệu đó hen, là ngũ dân năm sắc năm màu kìa quy nộ cũng lao sao vui mừng, rồi gian dày sấm nổ chuyển linh kiển tiên lộ vẻ vui mừng, cha con bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Đó là cái cảnh tiên, nghe im hơn mấy chị không? Gán tu nghe là đến gì đó đặng mà chúng ta được tội hưởng ngang. Đó là qua câu đầu là hòa bình thế giới kiến tiên bang, tức là khắp cả năm châu thế giới, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, bây giờ không còn coi như là để mà chiến tranh giặc giả nữa, không còn coi như là đến cái giai đoạn đó là không còn thanh toán giết với nhau nữa, mà Đức Thầy nói là ta không thể đem phép quệ linh mà cứ ăn tay quả chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Nhưng mà đến cái khúc đó rồi đó hen, thì Đức Thầy cho chúng ta biết trong cái bài sứ mạng đó là người nào đầy đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình không cho vạn quốc chiên bang, đây là hòa bình thế giới kiến tiên bang. Mà không phải hòa bình thế giới kiến tiên bang trong năm châu của mình không đâu, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là gây cuộc hòa bình cho vạn quốc, chứ không phải là trong một nước không, cho vạn quốc chư bang hết, nghĩa là tất cả các nước. Thì Đức Thầy lúc đó là sao, là một tài tá quốc an bang, nước nhà vững đạt, hớn đàn hiển dinh, hết sức coi như là im của bác anh em chưa đừng đạo ráng tu coi như là tới đó để mà chúng ta xem. Đó là hòa bình thế giới kiến tiên bang. Thôi giờ qua ăn câu gì đi nghe, nó cũng hơi dài phải không, chắc bốn câu này chắc nghỉ luôn. Rồi bây giờ qua câu thứ hai: ngô giả tùng nhung khí đỡm giang. Quý vị mình biết ngô giả đó là ai không? Chữ giả đó là vậy, cũng là người, mà ngô là ta. Như vậy là ta là Đức Thầy muốn nói cho ai? Là một là ông Cử Đa, hai là ông Nguyễn Trung Trực. Nhưng mà câu này là đứng về cương vị của ông Cử Đa.
Như vậy là Ngô Giả Tùng Nhung là lúc đó ông cử đa, ông thi đỗ võ cử, là cánh chim bằng không ngớt đây đó để tung, để tung coi như là bay đây đó mua đồ hộ quốc tị dân. Nhưng mà bây giờ ông từ coi như là ngoài Trung Thần mà ông đi vào trong Việt Nam, ông đi coi như là gạo hết chân, như là bước chân trên vùng bảy núi, nhưng mà không gặp được coi như là liên quân để mà coi như là để lo cho vận mệnh quê hương đất nước. Cho nên bây giờ ông mới rời coi như là vùng Thất Sơn, mới đi thẳng qua bên Phú Quốc. Cô bác anh em chưa đồng đạo, khi qua bên Phú Quốc rồi đó thì bây giờ gặp cái cảnh coi như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông Nguyễn Trung Trực coi như là bị thất bại Hòn Trong, Kiên Giang, Gạch Giá. Vì thế cho nên ông Nguyễn Trung Trực không thực hiện được coi như là cái điều đó, rồi ông cử đa cũng thế, không thực hiện được. Như vậy cho nên Ngô Giả tất nhiên là ta dạy, Tùng Nhung tất nhiên là theo, thấy không, là theo coi như là trong khi đó là theo Binh Dung. Như vậy thì bây giờ ông Nguyễn Trung Trực còn để lại một bài thơ đó là cái gì mà Tùng Nhung khí đẫm giang nè. Ngô Giả Tùng Nhung khí đẫm giang, còn là ông Nguyễn Trung Trực nói là theo việc Binh Nhung thở tự thở chai, anh hùng hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đổ trời. Đó là cái bài thơ của ông Nguyễn Trung Trực là Tùng Nhung, tất nhiên là theo việc Binh Nhung, theo việc Binh Nhung tự thở chai chứ không phải là thường. Như vậy thì bây giờ ông Nguyễn Trung Trực cũng thế, ông cử đa cũng thế. Cho nên là Ngô Giả Tùng Nhung khí đỡm gian là cái khí của ông coi như là rất là đỡm, rất là mật, mà trong thế gian này không có ai bằng, nên gọi là khí đỡm gian. Như vậy là cuối cùng ông là cử đa từ ở Phú Quốc mới lên trên núi Tà Lơn để khoát ông để mà ông tu, thấy không? Kể từ Phú Quốc ta về Long Thòn, ta ở giữa kề mấy năm, dạo chơi mấy điệu chi âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi, nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Dương trần quý hiệu tên đa, cõi tiên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh, ngày ra chơi trốn đường xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Như vậy thì bây giờ ông cử đa ông mới thố lộ cho biết là ông là một cái người theo Binh Nhung để phò vua giúp nước, nhưng mà gặp cái cơ không may, cái vận không có đúng, vì vậy cho nên cuối cùng ông mới là lên trên núi Tà Lơn ông tu. Vì vậy cho nên Đức Thầy còn nhắc lại, điên này xưa cũng như ai vào cát ra đài tộc bực, vào sang nghĩ suy danh lợi chẳng màng bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thẫn thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn động lòng bác ái ra ơn giải truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sát khắc biết liền thiên cơ. Đó là Ngô Giả là ta vậy, Tùng Nhung tất nhiên là theo việc Binh Nhung, là khí đổm gian có nghĩa là không khuất phục một ai hết. Đó là nói qua ông cử đa, một là ông cử đa, hai là ông Nguyễn Trung Trực, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ông cử đa, ông Nguyễn Trung Trực, chúng quý vị mình lắng lòng theo dõi qua câu thứ ba, sẽ gặp coi như là bắt gặp được coi như là ý của ông cử đa cùng với Nguyễn Trung Trực, hay không? Bây giờ ý thứ ba, hồ thiên tiểu ẩn quân tu kỹ, hay không? Chữ quân là ngươi, tu là nên, ký là ghi. Như vậy là quân tu ký là các ngươi nên ghi nhớ. Là ở đây là muốn nói cho ai? Muốn nói cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Các ngươi nên ghi nhớ, người ta không có mất đâu. Ông cử đa mặc dầu bây giờ không thấy, ông Nguyễn Trung Trực mặc dầu bị hành quyết ở nơi tại Kiên Giang Gạch Giá vào ngày 28 tháng 8 năm 1868, thế mà Đức ông ha, Đức ông trong khi đó cùng đi với Đức Thầy lên núi Tà Lơn, mà Đức Thầy mới bảo Đức ông coi như là chuẩn bị mặc đồ lớn đi mà đánh lễ các bậc bề trên. Thì bây giờ coi như là lúc đó là ông cả đó, ông mới gặp coi như là ông cử đa, gặp ông Trần Văn Thành, tất nhiên là Đức Cố Quán ở trên núi Tà Lơn. Vậy có mắt không? Cái đó là hồ thiên tiểu ẩn, còn ẩn lại trong thời gian thôi, rồi sau này sẽ xuất hiện chứ không phải là mất đâu các bác, các bác anh em trường đạo. Như vậy thì bây giờ ở đây là tiểu ẩn nhé, là nó khác với đại ẩn là ẩn luôn, mà tiểu ẩn là ẩn trong một thời gian trong bầu trời, nên gọi là hồ thiên. Hồ là bầu, thiên là trời, còn ẩn trong bầu trời này đó, lúc đó ông Trần Văn Thành ngày, trong lúc đó là ngày 22 tháng 2 đó hen, thì lúc bây giờ có như là bị quân Pháp tấn công ông đó, thì từ ngày đó mất luôn anh Hồng, mất luôn. Nhưng mà sau này đó tất nhiên là ông Trần Văn Thành sẽ xuất hiện trở lại nữa, đâu có mất đâu. Ở đây là hồ thiên tiểu ẩn mà. À, quân tu ký các người nên nhớ, nhớ sau này coi như là các ông sẽ trở lại. Mà Đức Thầy còn nhắc lại trong bài Năng Thơ Cẩm Tú, đó là nai dục thúc cầu quân tu ký, có nghĩa là các người nên nhớ nghe. Như vậy thì bây giờ hồ thiên đó là gì? Thôi giờ kể, đóng ngoặc kể mọi chuyện mới rõ cái hồ thiên.
Bây giờ đó là có một hôm nọ cái ông á là phí trường phòng, thì bây giờ ông coi như là đang coi như là nó quản lý coi như là cái chợ Trường An. Thì á, trong khi đó là mọi người đều đến ngày nào coi như là cũng đến, sao mà có một điều thấy kỳ lạ chứ. Không biết ông phí trường phòng này mà sao ông ngộ cái ông này coi như là râu tóc bạc phơ, mà hàng ngày bữa nào cũng đi lại cái chợ Trường An đó. Đi xong bắt đầu con đi dạo ba bốn vòng gì xong bắt đầu con chung vô cái bầu, bắt đầu con quá cái bầu nó bay đi cái mất tiêu, mà ngày nào ông làm cái chuyện kỳ lạ gì trước đâu. Cái ông quản lý thị trường đó, trong khi đó bắt đầu ông mới hỏi vậy chứ bây giờ ông làm cái chuyện gì mà kỳ lạ, ông nói cho tôi biết coi. Ông nói không có gì lạ chân, trong cái bầu của tôi hay trong đó coi như là cảnh non bồng nước nhược, cảnh nó đẹp dữ lắm, mà bây giờ ai mà muốn thấy được cái cảnh tôi bây giờ mới về coi như là gia đình này kia đó là phải bỏ cái tâm tư riêng và không có coi như là nhớ nghĩ gì hết mới vô được ở trong cái bầu này. Cái ông là phí trường phòng đó, ông mới thấy cái chuyện lạ đi, ông nói thôi bây giờ tôi tình nguyện tôi vô, nhưng mà bây giờ trước khi tôi vô bây giờ ông dặn dò tôi cái gì gì đó hen, thì bây giờ tôi sẽ làm theo. Thì trong khi đó coi như là dặn dò xong rồi đó thì ông làm y theo như vậy, y theo như vậy tất nhiên là bỏ nhà bỏ cửa không nhớ nghĩ không chuyện gì hết, bắt đầu nó thôi giờ cái bầu này bắt đầu ngươi chung vô. Thì ông kia không biết ông đọc thần chú làm sao nó không biết, cái ông coi như là huyết trần hoàng bắt đầu ông mới chung vô trong cái bầu. Thì vừa chung vô trong một cái bầu gì rồi bắt đầu có tự nhiên bắt đầu ông thấy coi như là nghe gió hù 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 hù, mà trong khi đó là không có thấy được cái cảnh gì bên ngoài hết, mà tới chừng mà thấy rồi đấy hen là bao giờ thấy cái cảnh tiên non bồng nước nhược như là tiên ban cảnh thế, như là hết biết luôn là đẹp đẽ. Nhưng mà sau khi trong thời gian đó ông là ông dặn rồi, ông nói thôi đừng có nhớ nhà nhớ cửa đừng có nhớ gì trơn trọi thì mới ở trong đây được, mà bắt đầu ông nhớ đi, ông nhớ nhà nhớ cửa nhớ vợ nhớ con nhớ quê hương nhớ ruộng vườn nhớ như là khoai lang là bánh mì gì tùm lum trơn trọi, bắt đầu hồi nhớ rồi bây giờ thôi giờ ngươi muốn về phải không. Về về trong khi đó cái là ông tiên đó, bắt đầu ổng mới đưa coi như là cho ổng một cái cần câu, nó bây giờ coi như giống như cần câu vậy, bây giờ ngươi lên cái cần này đi, bắt đầu là sẽ đọc chú ta đưa cho ngươi về. Thì quả nhiên trong khi đó bắt đầu ổng mới vừa lên cái cần đó bắt đầu ổng đọc chú rồi bắt đầu bay u u về, bắt đầu tới sau khi đó trở về như là xứ của mình, rồi trở thành coi như là người thường ở đâu còn phải là cái người tiên ở đâu. Như vậy thì bây giờ ở đây coi như là qua cái mẫu chuyện như trên, hồi xưa là đã có coi như là hậu thiên có một cái vị đó ở trong bầu đó là cái cảnh non bồng nước nhật, còn mình ở đây là Đức Thầy cho chúng ta là một cái bầu mà mình giờ mà đang sống đây phải không, mà Đức Thầy nói cho chúng ta biết là Phật tiên tạo hóa một bầu, ở đây là chúng ta ở trong một cái bầu này là bầu trời phải không. Nhưng mà kẻ thanh người trượt mới hầu khác nhau, thì bây giờ nếu ai có tâm thanh giống như là ông Huý Trường Phòng dặn thì bây giờ được ở cảnh tiên, còn cái tâm mà trượt đó hen tất nhiên là bây giờ phải trở về phải trở về xứ. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như ai được cái cảnh đó, ai muốn được cái cảnh tiên đó thì bây giờ chúng ta phải ráng cái tâm cho nó yên được. Cho nên Đức Thầy mới nói là khuyên bá tánh tầm tiên rời tục, có nghĩa là tầm qua cái cảnh tiên đó, mà tầm được cảnh tiên đó mới vào được trong cái bầu này, mà bầu đây tất nhiên cái bầu trời này. Mà bây giờ chúng ta đang sống đây tất nhiên là hồ thiên. Thưa cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ qua câu đó là mỹ ý Đức Thầy và khuyên giải cho tất cả các tín đồ. Hiện tại bây giờ Đức Thầy vắng mặt đúng không, ông Cử Đa bây giờ không thấy, ông Nguyễn Trung Trực bây giờ chúng ta không rõ ở đâu, ông Đức Cố Quảng Trần Văn Thành thì bây giờ ngày 22 tháng 2 đã bị mất phải không. Nhưng mà sau này Đức Thầy cho biết là các ông đó sau này là tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp hết, gặp hết chứ nên bây giờ là tu tiểu ẩn thôi, là quân tu ký thôi chứ đâu phải là như là ẩn luôn đâu. Mà Đức Thầy đã dặn rồi, ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bốn đảo chứ hề lãng sao nè, Đức Thầy hứa trở về. Cho nên đây Đức Thầy cũng là tiểu ẩn, ông Nguyễn Trung Trực cũng tiểu ẩn, ông Trần Văn Thành cũng tiểu ẩn, ông Cử Đa cũng tiểu ẩn nghe, sau này là trở lại hết nghe chứ quý vị, chứ không phải là mà như chúng ta đã nghĩ là đi rồi đi luôn đâu, không phải gì đâu nghe thưa chứ quý vị. Rồi qua câu sau đó hen là đặc biệt anh Hồng, qua câu sau đó là Lương Thứ Dương Trần Đạo Dĩ An. Thèn cái câu này quý vị mình nghiên cứu tìm hiểu cái lột trần cái trái nho này ra coi sao. Lương Thứ tất nhiên là thứ, là thứ dân, là người dân của mình. Lương là cái người phải lương hiền, như vậy là Lương Thứ tức là cái người dân hiền, cái thứ dân mà cái dân hiền á thì coi như là trong khi đó mới sống còn được trong đời Thượng Quan Thánh Đức.
Mà dương trần tất nhiên là chúng ta sống trong cõi trần này nè. Dương là ánh mặt trời, trần là bụi bặm. Chúng ta đang sống trong cõi bụi bặm dưới ánh mặt trời nên gọi là dương. Còn nếu như không có mặt trời mà cái cảnh đó gọi là âm. Mà dương trần tất nhiên là chỗ nào bất cứ, là thế giới nào bất cứ. Nếu sống dưới ánh mặt trời gọi là dương trần. Vậy thì bây giờ chúng ta là người sống với dương trần, nhưng mà phải lương thứ mới được. Tất nhiên là phải lương hiền, thứ dân phải lương hiền. Mà cái người nào mà được lương hiền thì sao? Thì đạo dĩ an. Tất nhiên chỉ có cái đạo mới đem đến cho con người được yên. Nghĩa nó vậy. Như vậy là chỉ có cái đạo mới đem đến cho con người được yên ổn. Mà cái cảnh yên đó là ở đâu? Bây giờ cái thứ nhất cảnh yên đó là cảnh đời thượng quân, thấy không? Cảnh yên thứ hai là cảnh nơi cái thế giới cực lạc, đó mới gọi là đạo dĩ an. Nhưng có đạo mới đến được cái cảnh đời thượng quân thánh đức. Có đạo mới coi như là mới đến thế giới cực lạc được. Nhưng mà phải lương thứ mới được. Cô bác anh em trong đạo, bây giờ nói qua vấn đề mà an cái cảnh đời thượng quân thánh đức trước đi nha. Đức thầy nói sao? Đức thầy nói là thượng quân hồi phục là ngài an cư nè. Ở đây là an, là đạo dĩ an, đem con người đến chỗ đó là an. Như nãy giờ đó kể phải không? Tất nhiên là không chiến tranh, không giặc giả, không nước dưng, không lửa cháy, và không coi như là cuồng phong bão tố, và cũng không có cái cảnh sống như con người chúng ta đang sống đây. Có phải là yên hơn không? Đó là cái chỉ có cái đạo mới đem đến cho con người đến chỗ đó là yên được. Mà Đức thầy nó lập rồi cái hội Long Hoa, thấy không? Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu thảm thương, ba tánh chính chịu đục đau. Như vậy là hiền đức tất nhiên là lương thứ đó. Là đạo dĩ an mới đem đến cho con người mới được yên ổn. Các bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ đến cái cảnh đó, cái con người của chúng ta đó hen, là sống được cảnh bình yên và được hạnh phúc. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Hoặc giả là dinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân, tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiền bạc. Cảnh tiền bạc đó là cảnh yên. Như vậy là cái cảnh yên thứ nhất là cái cảnh đời thượng quân thánh đức. Mà Đức Thầy nói là ra kệ này hai chữ bảo an, phải không? Bảo cho con người coi như là được an ổn, không còn coi như là khổ sở nữa. Đó là ra kệ này hai chữ bảo an. Là bây giờ mình chắc chắn rằng coi như là mình mua bảo hiểm là sau này chúng ta sẽ được hưởng cái cảnh này, không bao giờ sai trắc được chân trọng, phải không? Rồi bây giờ đến cái chỗ là cái an thứ hai, là cái an tuyệt định. Cái an thứ hai này coi như là không còn sanh tử, không còn luân hồi, và cũng không còn coi như là khổ sở nữa. Đó là cảnh thế giới cực lạc. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là về cực lạc thảnh thơi an an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu, phải không? Đây là đạo dĩ an. Mà nếu mà chúng ta không có cái đạo của Đức Thầy đem ra để truyền bá, và chúng ta công tu theo đạo rồi, thì sau này làm sao an được? Bây giờ quý vị mình thấy thử thấy nè, Đức Thầy nói cho chúng ta biết bây giờ đạo đức chẳng màng, đúng không? Đúng không quý vị? Bây giờ đạo đức chẳng màng rồi sao? Dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua tự thân tạo lấy mà mua cái sầu, phải không? Thì rõ ràng nếu mà chúng ta không có cái đạo rồi đó hen, là sau này khổ sở. Quý vị mình nghe lại một đoạn này, nghe lại một đoạn đó, là chúng ta nếu như có tu là có phước, không tu tất nhiên là gặp họa. Rồi bây giờ nếu như chúng ta là quá mê đời diệt đạo, bỏ quên tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Nhà bị cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi biết lấy đâu ra, đây là đạo mà, thấy không? Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Nhà bị cháy một thời nghèo khổ chứ mất đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê, gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, muốn không còn ai chịu khổ đau, người nào cũng hết con đường sanh tử. Như vậy ở đây coi như là có cái đạo mới dĩ an được. Dĩ là lấy, mà an là yên ổn. Chỉ có lấy cái đạo mới có thể là yên ổn được. Như vậy là đời đối thì bị đối luôn, mà đạo rối có dịp gỡ xuông tốt lành. Đời không đạo, đời cạnh tranh khiến cho nhân loại giật giành khổ đau. Đạo không đời thì đạo chẳng cao, vì không cải thiện sửa trao được người, cho nên đời đạo không rời phải cùng chung cảnh đầy dơ thăng trầm. Mà Đức Thầy nói trong cái bài tỏ câu quyền bí là đời đạo liên quan rạng cho người, mà chỉ có cái đạo mới đem đến cái hạnh phúc cho con người mà thôi. Đó là đạo dĩ an. Vậy thì bây giờ sau khi chúng ta được cái đạo mà tu hành theo pháp môn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc cơ thi, đó là cảnh an.
Mà cảnh an đó là cảnh an tuyệt đỉnh, đó là về cực lạc thánh hơi an dưỡng, hoặc giả là tưởng y y chí tưởng thực thực lai, đến lui tự tại nước chim cây rừng hãy cũng hãy điều nói pháp, phải không? Rồi về cái cảnh đó rồi sao bây giờ là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, yên ổn đâu có đi làm ăn cực khổ đi Bình Dương, mà đi thành phố coi như là làm táo tận kiếm cực khổ, phải không? Đó là an con người của mình tưởng cuộc y thực muốn chi đủ thứ, khổ nhọc nhằn lo việc sinh nhai, chí yên nhà nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đáng đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ Hòa Thượng kể sao cho xiết tâm động nhau thượng thiện như vậy, cảnh như như chẳng có đổi thay, chẳng màng biết phân chia nhân ngã, sẵn vị ngôi đành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Như vậy là chúng ta về được cái cảnh đó là đạo dĩ an. Vậy thì bây giờ hai cảnh an, một là cảnh đời thượng quân, hai là cảnh về cực lạc, đó là tương lai, đúng không? Còn hiện tại, còn hiện tại chúng ta nếu như ai có đạo thì bây giờ mới an, còn không có đạo rồi là nội trong gia đình không có, như là trong khi đó cũng chưa chắc gì an đó. Còn người có đạo rồi nghe lời Đức Thầy dạy, nó tu cầu gia đạo vuông tròn trọng hòa gia thuận, cháu con thảo hiền, mình thấy an trong hiện tại rồi, phải không? An trong hiện tại rồi, rồi bây giờ cái người tu mình bây giờ là mình ăn chay rồi, hay bây giờ là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nó biết đủ phiền não, không còn dương an rồi, tâm an mau ốc ổn mà tánh định thái căn hương. Nếu mà cái tâm mình được an rồi, bây giờ là ở nhà chanh nhà lá gì cũng an, chân dung ba hồng này, ông ở cái nhà có bốn thước vuông mà ông cũng là thoải mái vui vẻ giống như ông nhân hầu xưa vậy đó. Dĩ quẩn gì chậm có nghĩa là lấy coi như là cái tay mà làm gấu, mà trong khi đó uống nước như là hàng ngày uống một cái bát nước lã, coi như ăn gạo xô thôi, thế mà coi như là cũng được yên ổn, đó có phải là an không? Tâm an mau ốc ổn, tánh định thái căn hương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn dương. Nếu chúng ta biết đủ tất nhiên là yên trong hiện tại, đó là đạo mới dĩ an. Còn không có đạo dĩ an rồi là trần gian thiếu trái chi chua, có nghĩa là ăn vô khát nước, ăn vô khát nước, càng ăn càng khát, càng ăn càng khát, thiếu hoài không bao giờ đủ, thiếu hoài không bao giờ đủ. Cho nên chỉ có cái đạo mới đem lại cho con người được an ổn, được hạnh phúc, được yên vui. Mà được an ổn, được hạnh phúc, được ăn vui đó là nhờ cái đạo, nghe anh Hồng. Mà nếu mà không có đạo rồi đó, tu bây giờ cũng tảo tần coi như là tơi bời hết, te tua tàn tả tơi tiêu tan trên đâu còn đâu. Vì vậy cho nên nhờ vậy mà Đức Thầy mới đưa lên bốn câu thi này để coi như là khuyến tấn, và khuyến tấn tất cả đồng đạo của chúng ta. Bây giờ cái câu thứ nhất là Đức Thầy nói là sau này Đức Thầy có nhiệm vụ để lập lại cái cảnh đời thượng quan thánh đức, nghe anh Hồng. Nó là lập cho rồi cái hậu Long Hoa, đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, hoặc giả là Phật Dương đã trị rõ mấy vị quyền chuyển lập hậu Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả ban cho xứng vị xứng ngôi. Vậy thì bây giờ sau này kiến tiên bang, tức là sau này dựng lập lại cái cuộc đời thượng quân để cho tất cả các chúng sanh được hưởng, đó là chim trời dựng ổ chiều mơi, tất nhiên là tương lai bày con chiêu chích cả đời nhàn thân, tất nhiên sau này chúng ta được hưởng, đó là công của Đức Thầy và tất cả các đạo quá để tạo cho mình cái cảnh đó. Đó là cái câu đầu. Ngô Giả Tùng Nhung khí đỡm giang, tất nhiên là các bậc đó, tất nhiên là ông anh hùng Nguyễn Trung Trực cũng như là ông Cử Đa đã tùng nhung lúc đó coi như là để mà lo cho việc đất nước quê hương, nhưng mà không có được thành công, thì sau này coi như là các ngài phải coi như là trở lại để mà độ cho tất cả các chúng sanh, đó là Hồ Thiên Tiểu Ẩn Quân Tù Kỳ, không ẩn trong thời gian sau này sẽ trở lại hết. Còn Lương Thứ Dương Trần Đạo Dị An, ai là cái người tu, ai là cái người dân hiền là Lương, ai cái thứ dân, cái người nào mà được tốt đẹp hiền đức thì sau này sẽ được cái đạo đem đến cho con người chúng ta được an lành, được hạnh phúc. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết, một là người hiện đức, hai là người lương thiện được cảnh đời thượng quân đến đức, hoặc giả là được giảng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì người hiền đức được hò chân chúa hay lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, đó là người hiền sau này được sống cảnh đời thượng quân, hay là hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đó là cái người hiền là được sống đời thượng quân, là cảnh an thứ nhất. Cảnh an thứ hai là cảnh đời giảng sanh về thế giới cực lạc, là người hiền, là cái người dân thức đó sẽ được giảng sanh về cực lạc. Một là Đức Thầy cho chúng ta biết là kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương, phải không? Kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương, chí toàn như giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện, đây là lương thứ, dắt về Tây Phương, hoặc giả là kiếm con hiền đức dắt về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Vậy thì bây giờ nếu như người nào mà hiền đức thì bây giờ một là sống được đời thượng quân, hai là về cõi Phật. Mà Đức Phật Thầy Tây An nói là đạo Phật cùng người chẳng bao xa, làm lành nên Phật, giữ là ma, quý tiện đua chen về danh lợi, nào ai thoát khỏi chốn diêm la, tuồng đời như ngựa qua cửa sổ,
thiếu niên rồi trẻ lại đến già, chi bằng an phận đường nhẫn nhục, ắt là tỏ ngộ chốn Di Đà. Vậy thì bây giờ qua bốn câu này chúng tôi cũng xin chấm dứt và xin kết thúc đi. Đề một thôi. Và xin kết thúc và xin kính chúc cho quý vị trong cái buổi đạo tràng Phật pháp hôm nay. Đúng lý ra nghi vấn thì nó có nhiều đề, nhưng mà đề này nó rất là đặc biệt, cho nên chúng tôi cũng hơi cho nó nhiều thêm chút đặng mà chi tiết, tại vì nho phải lột cho nó kỹ vậy đó, trong khi đó là mới rõ được cái nghĩa của nó. Vậy thì hôm nay trong chương trình trao đạo Phật pháp này, tất cả chư quý vị ủng hộ trong cái ngày Năm Dỗ Quốc 10 và quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng trao đổi giáo lý. Nếu hôm nay chương trình trao đổi giáo lý này có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị cùng tất cả cô bác anh chị em cũng chư đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện cho hương linh người quá cố là Bát Mười hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này được nương nhờ công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được khỏe, tâm được an và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.